xin chào các anh. Xin lỗi mọi người, tại vì lúc nãy là do mạng bên em yếu quá, đang live stream thì bị mất kết nối nên là em vừa thoát ra vào lại. Không biết là mọi người có thấy rõ hình ảnh của em không ạ? Bây giờ thì em sẽ tư vấn lại cho mọi người nha. Cái gel Titan này á, thì một tuýp sẽ dùng được khoảng tầm từ 15 đến 30 ngày. Sẽ tùy người nha. Tại vì có người thì cái vùng dương vật nó to, có người thì dương vật nhỏ, nên là sẽ sử dụng cái lượng gel khác nhau. Và hồi nãy em có nói với mọi người cách phân biệt hàng thật hàng giả rồi. Đây, trên tay em hiện tại là hai tuýp. Trong này sẽ có một tuýp thật và tuýp giả. Đây là cái tuýp hàng thật. Tuýp hàng thật thì nó sẽ hơi thấp hơn, và cái logo màu đỏ in lên thì nó sẽ là mờ. Còn cái tuýp hàng giả thì màu nó đậm hơn và nó bóng hơn. Đây, bên này là hàng giả nha. Các anh phải xem để sau này khi mà so sánh những cái sản phẩm shop khác với lại shop em. Tại vì em thì nhập hàng trực tiếp không qua trung gian, nên là bảo đảm luôn, ba chết tết thoải mái, không sợ hàng nhái hàng giả kém chất lượng đâu. Còn các anh cứ so sánh giá bên em với lại shop khác thì thật sự là tội cho em lắm luôn đó. Và nếu mà về cái gel bên trong, đây em sẽ cho các anh xem lại. Cái hàng thật thì nó sẽ là cái gel màu trắng sữa, đục 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 đục. Còn cái hàng giả thì cái nó sẽ trong suốt. Đây, các anh thấy không? Một bên này là hàng thật nè, màu đục. Và bên này là hàng nhái giả thì nó là màu trong suốt. Nên là các anh nếu mà không may mắn mà xài hàng nhái giả đó, thì nó sẽ bị ngứa, gọi là kích ứng da, ngứa ngáy khó chịu. Còn có thể nhiều người bị những cái vấn đề khác nữa. Tốt nhất luôn là lúc nào mình cũng lựa những cái shop nào mà uy tín để mua sản phẩm, tránh tình trạng là phải hàng nhái hàng giả, tiền mất tật mang nha. Nếu mua hàng bên em khi sử dụng gặp những vấn đề gì về tình trạng sức khỏe thì lúc nào cũng được bảo hành, nên là yên tâm. Tại vì em làm về chuyên về hàng nhập khẩu từ rất là lâu rồi, chuyên về mỹ phẩm nữ cả mấy năm nay rồi. Và sau một quá trình mà em buôn bán hàng nữ thì cũng hay tâm sự với mấy chị, thì cũng biết thêm được là những cái nỗi niềm thầm kín của các chị nữa. Đó là đôi khi là lấy chồng rồi, về cái trong cái chuyện phòng the thì hai vợ chồng không có đồng điệu, không có hòa hợp lẫn nhau. Người chồng thì đôi khi lại là bị yếu hơn người vợ nè, hoặc là đôi khi thì người chồng làm việc mệt mỏi quá rồi bị cái rối loạn cương dương, rối loạn sinh lý, rồi cái yếu sinh lý, không có thể nào mà điều khiển được cái dương vật theo ý muốn. Đôi khi thì người chồng về là cũng muốn gần gũi với vợ lắm, nhưng mà sao điều khiển nó hoài mà nó không có lên, làm cho người vợ bị hoài nghi, nghĩ là biết đâu chồng mình có ngoại tình bên ngoài rồi, rồi ban ngày là đã đi với bồ nhí rồi, là tối về là không còn sức lực để mà gần gũi với vợ nữa. Thì thật ra đôi khi là cũng oan ức cho các anh lắm. Càng lớn tuổi thì sẽ càng dễ dàng bị những cái chứng là rối loạn cương dương, nên là chúng ta cần phải có một cái giải pháp điều trị. Nhiều người thì lựa chọn là uống thuốc bắc, thuốc nam, đi thầy thuốc các kiểu luôn, nhưng mà cũng không cải thiện được. Thì bây giờ chúng ta đã có một cái sản phẩm rất là hay. Sản phẩm này là của Nga. Nước Nga thì gọi như là mọi người biết là nó không giống như Việt Nam chúng ta đâu. Việt Nam là bất cứ ai cũng có thể làm sản xuất ra sản phẩm rồi mang cái thương hiệu riêng, kem hot girl, mỹ phẩm hot girl, mỹ phẩm của người này, thuốc nam, thuốc bắc của người kia, không ai kiểm chứng cả về chất lượng cả. Còn ở Nga, bất kỳ một sản phẩm nào đưa ra thị trường thì đều phải được Bộ Y tế kiểm duyệt gắt gao rồi, phải rất là an toàn và phải có hiệu quả thì mới được tồn tại trên thị trường. Nếu mà sản phẩm nó không tốt thì chỉ cần trong một thời gian ngắn thôi là bị đào thải ra liền. Và có thể nếu mà sử dụng mà người ta gặp vấn đề gì về sức khỏe là bị kiện tụng và có phải đền một số tiền khá là lớn. Nên không ai dại dột và đưa ra thị trường một sản phẩm không tốt cả. Cái này luôn là em liên hệ với công ty tại Nga luôn, nên là các anh sử dụng thì cứ yên tâm nha. Một tuýp này là giá 750.000 đồng, sẽ dùng được từ 15 đến 30 ngày. Và các anh cố gắng là dùng ít nhất 30 ngày giúp em thì sẽ thấy cái sự thay đổi. Giai đoạn đầu sẽ thấy là cái dương vật nó phát triển dài hơn và tăng được cái khoái cảm trong chuyện phòng the. Bắt đầu đến cái giai đoạn tiếp theo là phát triển khủng hơn và tăng được cái thời gian yêu dài hơn nè, và tăng được số lần yêu trong ngày. Càng sử dụng lâu dài thì sẽ càng phát triển đẹp hơn. Đến khi nào cảm thấy hài lòng rồi thì ngưng, không có lệ thuộc vào sản phẩm này ạ. Nên là yên tâm nha, không bị teo nhỏ trở lại khi ngưng sản phẩm đâu. Sản phẩm này thành phần là gồm có là cây mã tiên thảo, cây tật lê và cây dâu tây, thêm nhiều loại thảo mộc của Nga nữa. Chắc chắn luôn, không có ảnh hưởng gì đến sức khỏe luôn và có hiệu quả. Có sử dụng chắc chắn sẽ đẹp nha.
Em thì làm về mỹ phẩm từ lâu rồi nên là em có rất là nhiều kinh nghiệm. Em thường hay vào những cái trang web nước ngoài, em theo dõi xem là nước ngoài họ dùng sản phẩm nào, họ phản hồi ra sao, họ khen ngợi hay là như thế nào. Rồi bắt đầu mình nhập về một ít, mình tặng cho bạn bè người thân mình sử dụng, gửi cho vài người khách VIP bên mình sử dụng để xem thử họ phản hồi tốt hay không. Nếu mà đa phần nhiều người khen thì em nhập cái đó về để em bán, còn nếu không thì em sẽ không nhập về. Chứ em không có chạy theo thị trường, không phải kiểu như thấy ai bán cái gì rồi mình bán cái đó. Như vậy thì vô tình là mình làm ảnh hưởng đến uy tín của mình, và từ từ thì mình mất uy tín rồi là cái công ty của mình cũng bị sụp đổ thôi. Nên là nếu mà ai mà đã từng mua hàng bên em rồi thì chắc chắn là biết được cái độ uy tín của em rồi. Cam đoan chỉ bán những sản phẩm có chất lượng thật sự và bảo hành cho khách luôn nha, yên tâm nha. Trong thời gian mà các anh sử dụng cái này thì lưu ý là không phải là chỉ bôi gel lên sơ sơ thôi là nó tự phát triển đâu nha. Quan trọng là các bài tập thể dục thể thao, giống y chang như các anh muốn body đẹp thì phải đi tập gym hay là tập thể hình, thì cái này cũng vậy. Nhưng mà bài tập cho cái dương vật thì nó đơn giản hơn, chỉ cần bôi vệ sinh trước nè, sạch sẽ nè, và buổi sáng bôi cái gel lên dương vật, bôi và massage đều cho nó thẩm thấu hết, để cho nó khô khoảng 5 phút, bắt đầu tập lên xuống trái phải, lên xuống trái phải, tập như vậy tầm 10 đến 15 phút là ok. Để yên như vậy, không nên rửa, để cái gel nó thẩm thấu hết, chứ nếu mà rửa liền là bị trôi hết trơn rồi, không còn cái gì nữa đâu. Thì cái bài tập này nó vừa góp phần là cho tăng cái sức dẻo dai cho dương vật nè, giúp cho lưu thông khí huyết nè, thì lưu thông tuần hoàn máu rồi thì cái dương vật nó sẽ vậy như nó phát triển đẹp hơn. Các anh có thể là kéo dài cái da, kéo giãn da ra để mà nó, sau này khi mà dương vật dài ra thì cái da nó cũng phải đều với lại cái dương vật. Chứ nếu mà các anh tập mà các anh không kéo giãn cái da ra thì sau này cái da nó ngắn mà cái dương vật nó dài, thì như vậy nó sẽ có một sự không đồng đều. Chính vì vậy khi mà vừa tập thì vừa kéo giãn da ra luôn nha. Trong quá trình sử dụng, nếu gặp những cái vấn đề gì mà thắc mắc cần được tư vấn nhiều hơn thì có thể inbox hoặc là comment cho Quỳnh, thì Quỳnh sẽ tư vấn thêm cho các anh nha. Cảm ơn các anh đã theo dõi livestream này. Chúc các anh một buổi tối vui vẻ và chào tạm biệt.